Trong khi đó thì do tâm lý sợ con lây COVID-19 nên nhiều gia đình cũng có tâm lý là ngại đi thăm khám, đợi dịch lắng xuống thì mới điều trị và điều này có thể khiến cho tình trạng của trẻ trở nên nặng hơn. Theo thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, một bé sơ sinh 9 ngày tuổi mắc bệnh lý tim bẩm sinh chậm được đưa đi khám theo lịch hẹn và dẫn tới suy hô hấp. Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu thế nhưng trẻ đã không qua khỏi. Trước đó trong quá trình mẹ bé mang thai, trẻ đã được chẩn đoán trước sinh là mắc bệnh lý tim bẩm sinh. Sau sinh gia đình dự kiến cho trẻ đi khám lại bệnh tim nhưng không may cả nhà mắc COVID-19. Vì gia đình định đợi khi khỏi COVID-19 thì mới cho trẻ đi khám. Sau đó thì trẻ bắt đầu có biểu hiện là bú kém, đến ngày thứ 9 sau sinh trẻ xuất hiện tím tái và được người nhà đưa vào bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu các bác sĩ cho biết nếu gia đình đưa con đi khám sớm hơn, trẻ được theo dõi đánh giá, từ đó can thiệp phẫu thuật sớm và đúng thời điểm thì cơ hội để cứu sống bé sẽ cao hơn. Cũng theo các bác sĩ, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên không vì dịch mà chúng ta bỏ qua những bệnh lý khác Trẻ vẫn có thể mắc các bệnh lý thông thường khác như là nhiễm trùng hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi hay là viêm tai giữa. Đặc biệt là trẻ mắc bệnh lý nền, bệnh mãn tính bắt buộc phải tái khám định kỳ. Một số ca bệnh phải tái khám đúng thời gian nếu không sẽ có thể nguy hiểm tới tính mạng như là suy tim bẩm sinh, suy thận. Hiện các bệnh viện đều có hệ thống sàng lọc phân luồng đối với bệnh nhân mắc Covid-19. Những người có nguy cơ, triệu chứng liên quan tới Covid như là sốt, ho và khó thở sẽ được thăm khám ở địa điểm tách biệt. Ngay cả bệnh nhân cấp cứu khi mà chưa được làm xét nghiệm COVID-19 cũng sẽ được chuyển vào khu vực riêng và nhân viên cấp cứu sẽ được trang bị đồ bảo hộ để có thể đảm bảo an toàn.